kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết Hà Nội trong những ngày cuối xuân này đã ấm áp hơn rất nhiều, dự báo cho một mùa hè rực rỡ đang đến. Hè này, quý vị và các bạn có kế hoạch gì chưa? Còn với riêng Thu Hà thì đã chuẩn bị sẵn cho mình một kỳ nghỉ mát ngắn ngày cùng với gia đình. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng đang vẫy gọi, chỉ còn chờ chúng ta book vé máy bay là có thể tha hồ vi vu rồi. Và để có thể có một chuyến du lịch với chi phí tối ưu nhất, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội săn được vé máy bay giá tốt. Và ngày hôm nay, VnaTips muốn được chia sẻ với các bạn một bí kíp siêu bổ ích giúp các bạn có thể săn được vé máy bay giá tốt trong dịp hè này. Bạn đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè 2022 đầy sảng khoái với chi phí hợp lý. Với những bí kíp săn vé giá tốt sẽ giúp bạn có chuyến du lịch hè thật trọn vẹn cùng Vietnam Airlines. Chương trình ưu đãi định kỳ hàng tuần dành cho bạn khi mua vé máy bay nội địa trên trang web và ứng dụng di động Vietnam Airlines. Thứ hai và thứ ba hàng tuần sẽ có chương trình Midnight Sale giảm đến 20% giá vé. Thứ tư hàng tuần là chương trình ứng dụng trên tay, săn ngay ưu đãi giảm tới 20% giá vé, áp dụng khi mua trên ứng dụng di động Vietnam Airlines. Thứ năm rực rỡ với giá vé máy bay chỉ với 99.000 Việt Nam đồng. Thứ bảy và chủ nhật, Vietnam Airlines có chương trình ưu đãi giảm tới 40% giá vé máy bay khi mua trong 2 ngày cuối tuần. Ngoài ra, hội viên Bông Sen Vàng khi mua vé trực tuyến từ nay đến hết 31 tháng 12 năm 2022 còn được nhận ngay nhân đôi giảm thưởng, áp dụng cho tất cả hạng thẻ Bông Sen Vàng, nhân đôi giảm xét hạng, áp dụng cho hội viên hạng Titan, Vàng và Bạch Kim. Hãy trải nghiệm ngay 3 phương thức tra cứu vé máy bay tại trang web vietnamairlines.com, tiện lợi, phù hợp với nhu cầu và tiết kiệm thời gian của bạn. Tra giá theo tháng. Tính năng giá theo tháng cho phép bạn dễ dàng so sánh giá vé máy bay thấp nhất của tất cả các ngày trong tháng. Tra giá theo ngày, bạn sẽ xem được mức giá thấp nhất theo từng ngày hiện có cho giai đoạn bay đã chọn. Tra giá theo chuyến bay, bạn có thể truy cập vào phần theo chuyến bay tại mục ưu đãi trên trang web vietnamairlines.com để tìm chặng bay yêu thích và hiển thị các mức giá đã được hành khách tìm kiếm gần đây cho chặng bay đó. Bạn sẽ dễ dàng so sánh giá vé tại nhiều thời điểm để đưa ra lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, bằng việc theo dõi kênh Zalo chính thức của Vietnam Airlines, bạn sẽ được cập nhật các tin tức, ưu đãi, thông báo mới nhất một cách thường xuyên. Mùa hè đã về cận kề, những ai đang ấp ủ một chuyến đi thú vị thì cứ yên tâm. Việc gì khó đã có Vietnam Airlines lo. Vietnam Airlines sẽ mang tới cho bạn những lựa chọn hấp dẫn trong mùa du lịch hè sắp tới. Bạn nghĩ sao nếu hè này dạo quanh xứ Huế để thưởng thức bánh bèo, bánh lọc siêu ngon với giá vé máy bay chỉ từ 679.000 đồng một chiều? Hoặc là đắm mình trong thiên đường biển Đà Nẵng với giá vé chỉ 624.000 Việt Nam đồng một chiều? Với những ai đang muốn tránh nóng, hãy chọn ngay Đà Lạt cho điểm đến tiếp theo với giá vé máy bay chỉ từ 734.000 Việt Nam đồng một chiều để quây quần cùng bạn bè người thân bên nồi lẩu gà lá é trong không khí se lạnh của thành phố mộng mơ. Được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, Phú Quốc luôn nằm trong danh sách những điểm đến được ưa thích nhất mùa hè này với giá vé máy bay chỉ từ 624.000 Việt Nam đồng một chiều. Ngoài ra, nếu bạn muốn trải nghiệm một chuyến du lịch trọn gói, đừng quên VnA Holiday đang có ưu đãi giảm tới 30% khi mua combo vé máy bay và khách sạn. Chỉ mới chia sẻ với các bạn những thông tin săn vé giá tốt thôi mà Thu Hà đã cảm thấy háo hức cho hành trình mới quá rồi. Còn các bạn thì sao? Điểm đến sắp tới của các bạn là gì? Hãy comment và chia sẻ với Thu Hà ở bên dưới video. Và nếu bạn mong muốn được tìm hiểu thêm bất cứ thông tin hữu ích nào về hành trình, vé máy bay cũng như các tiện ích xung quanh chuyến bay, hãy comment cho chương trình được biết nhé. Chúng tôi luôn cố gắng để đồng hành cùng bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau.